quán sát chúng sinh mãi mang bệnh khổ mà khởi đại bi quán sát chúng sinh không muốn pháp lành mà khởi đại bi quán sát chúng sinh mất các phật pháp mà khởi đại bi đó là mười bồ tát luôn dùng tâm này để quán sát chúng sinh phật tử đại bồ tát có mười nhân duyên phát bồ đề tâm những gì là mười đó là vì giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh mà phát Bồ đề tâm, vì trừ diệt các khổ của tất cả chúng sinh mà phát Bồ đề tâm, vì ban cho tất cả chúng sinh đầy đủ an lạc mà phát Bồ đề tâm, vì đoạn trừ ngu si của tất cả chúng sinh mà phát Bồ đề tâm, vì ban cho tất cả chúng sinh Phật trí mà phát Bồ đề tâm, vì cung kính cúng dường tất cả chư Phật mà phát Bồ đề tâm, vì tùy thuận giáo pháp của Như lai khiến Phật hoan hỷ mà phát bồ đề tâm. Vì thấy tất cả chư Phật sắc thân tướng tốt mà phát bồ đề tâm. Vì vào trí huệ rộng lớn của tất cả chư Phật mà phát bồ đề tâm. Vì hiện hiện lực vô sở ý của chư Phật mà phát bồ đề tâm. Đó là 10. Phật tử nếu Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm để ngộ vào trí nhất thiết trí, khi gần gũi cúng dường thiện tri thức nên khởi mười thứ tâm, những gì là mười, đó là khởi tâm cung cấp hầu hạ, tâm hoan hỷ, tâm không trái, tâm tùy thuận, tâm không cầu gì khác, tâm một hướng, tâm đồng căn lành, tâm đồng nguyện, tâm như lai, tâm hạnh đồng viên mãn, đó là mười. Phật tử nếu đại bồ tát khởi tâm như vậy thì sẽ được 10 pháp thanh tịnh, những gì là 10 đó là thâm tâm thanh tịnh vì đến nơi rốt giáo, sắc thân thanh tịnh vì tùy theo sở nghi mà thị hiện âm thanh thanh tịnh vì thấu đạt tất cả các ngôn ngữ biện tài thanh tịnh vì khéo nói vô biên các phật pháp trí huệ thanh tịnh vì xả lìa tất cả ngu si đen tối thọ sinh thanh tịnh vì đầy đủ lực tự tại của bồ tát quyến thuộc thanh tịnh vì thành tựu chúng sinh đồng tu hành các căn lành trong quá khứ quả báo thanh tịnh vì trừ diệt tất cả các nghiệp chướng đại nguyện thanh tịnh, vì với các Bồ Tát tánh không hai, các hạnh thanh tịnh, vì nhờ thừa phổ hiền mà thoát khỏi, đó là mười phật tử đại bồ tát có mười ba la mật những gì là mười đó là bố thí ba la mật vì đều xả bỏ hết tất cả sở hữu giới ba la mật vì thanh tịnh giới của phật nhẫn ba la mật vì trụ nhẫn của phật tinh tấn ba la mật vì làm tất cả những gì đều không thối chuyển. Thiền ba la mật vì nhớ một cảnh, bát nhã ba la mật vì quán sát tất cả các pháp như thật, trí ba la mật vì vào Phật lực, nguyện ba la mật vì đầy đủ các đại nguyện của phổ hiền, thần thông ba la mật vì thị hiện tất cả tự tại dụng, pháp ba la mật vì vào khắp tất cả các Phật pháp đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ được đầy đủ vô thượng đại trí ba la mật của Như Lai.